Thưa quý vị, gieo gió thì phải gặp bão. Trong câu chuyện này, đưa nhân tình đi đẻ, người chồng phản bội phải xanh mặt khi bác sĩ đỡ đẻ là em của vợ và tiết lộ cho anh ta một đặc điểm đặc biệt trên đôi mắt của đứa bé mới sinh. Và bí mật này là như thế nào? Sau đây tôi kính mong quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Người chồng phản bội xanh mặt khi biết bác sĩ đỡ đẻ cho nhân tình là em của vợ, còn hoảng hồn hơn khi nghe cô ấy tiết lộ đặc điểm đặc biệt về đôi mắt của đứa bé. Lý và Trung lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng dù Lý có khuyên chồng đi thăm khám thế nào, anh cũng không chịu. Vì Trung là người có địa vị, sợ mất mặt khi đến bệnh viện, cũng tự ái với vợ. Nhưng chồng là con một lại càng khiến Lý ăn không ngon, ngủ không yên, vì mãi vẫn không có tin vui. Nhiều lần được Vân, em gái của Lý là một bác sĩ khoa sản, khuyên nên đưa chồng đi khám. Nhưng dù Vân nói thế nào thì Lý cũng không thể thuyết phục được chồng. Thậm chí anh còn độc mồm, độc miệng gọi vợ là cao điếc. Tính của Lý hiền lành, sợ chồng nên sau đó cũng chẳng dám nói nữa. Cũng vì không có con, Lý nhiều lần bị gia đình chồng khinh bỉ, bắt đạt. Ai cũng nghĩ rằng cô ăn sung mặc sướng trong gia đình chồng giàu có, nhưng cô sống mỏi mệt và cô đơn vô cùng. Đến một hôm, đúng ca trực của Vân ở bệnh viện, cô bắt gặp anh rể đứng ở ngoài phòng sinh. Cô tự hỏi, rốt cuộc chồng của chị gái đưa ai đi đẻ? Đây là nơi nhạy cảm, nếu không có vì người thân quen nhất thì rất ít đàn ông đến. Chẳng lẽ là nhân tình? Nghĩ tới đó thôi mà Vân muốn giận run người, muốn ảo tới hỏi anh rể cho ra lẽ. Nhưng công việc của cô đang bận rộn, không tiện ra ngoài. Lúc đỡ đẻ cho sản phụ bên trong, Vân liền hỏi, chồng chị ở bên ngoài chờ sao? Dù đang mệt đến xanh mặt, nhưng ả ta vẫn cười tự hào. Chồng em đấy chị ạ, anh ấy mong con lắm. Vân chết lặng khi biết chị gái của mình bị phản bội đau đớn. Nhìn thấy anh rể ngoài phòng sinh, nhìn thấy em vợ ngỡ ngàng, cô đi đến cười lạnh rồi nói, chúc mừng anh, cô nhân tình mới sinh cho anh cậu con trai kháu lắm. Chính tay em đỡ đẻ cho cô ta đấy. Nhưng mà không hiểu sao thằng bé lại có đôi mắt màu xanh anh nhỉ? Mắt anh màu gì thế? Hay là nên đi làm xét nghiệm ADN thì hay hơn anh à? Mặt Trung tái xanh, hoảng loạn. Anh ta đi đến xem mặt của đứa bé, rồi giận đùng đùng rời đi để mặc cô nhân tình khóc ngất. Sau đó, Vân còn nghe ả nhân tình nói chuyện điện thoại với bạn. Thì lúc quen lão Trung, ta cũng có lỡ quá chén với John rồi, lên giường có một lần. Xui quá mày à, từng húp trọn mánh ngon này rồi, ai nhè. Vân đứng ngoài chứng kiến hết câu chuyện của anh rể phản bội mà hà hê vô cùng. Vân kể lại hết cho Lý nghe, còn nói chắc có lẽ chị gái không có con được là lỗi do chồng. Khi Lý biết chồng phản bội có con với nhân tình, cô dù đau lòng vì bị phản bội nhưng vẫn nhất khoát ly hôn. Trung dù có van nài cầu xin vợ cũng vô ích. Cay đắng khi vừa bị bồ lừa vừa mất cả vợ. Đây đúng là quả báo cho những người chồng phản bội vợ, mất trắng chẳng còn gì. Vâng, kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. 2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm. Lúc thấy chúng em nên duyên vợ chồng, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Họ cho rằng đàn ông mới 25 tuổi như chồng em, chưa chính chạc, sẽ không biết yêu vợ thương con. Nhưng em tin chắc chồng em thì khác. Vì từ lúc yêu đến khi cưới, anh ấy luôn chu đáo hết lòng chăm lo cho em. Sức khỏe của em bình thường đã không được tốt, nên khi mang thai lại càng yếu hơn. Cố đến tháng thứ 5 thì em không thể đi làm được, phải ở nhà dưỡng thai. Lúc bác sĩ nói em phải hạn chế vận động, nếu không thì rất dễ động thai. Em cũng băn khoăn lắm,
vì em đi làm thì cũng giúp chồng tài chính phần nào, nhưng giờ đã mang thai, thôi thì đành vì con mà cố gắng. Từ khi em nghỉ ở nhà, chồng em chuẩn bị đồ ăn sẵn cả ngày rồi mới đi làm. Về nhà thì anh ấy lại phụ em làm việc nhà, dọn dẹp luôn tay. Anh ấy cũng nhận thêm việc để có thêm thu nhập. Nhiều hôm thấy chồng gầy đi mà em xót vô cùng. Vậy mà chồng em chỉ nói: "Em không phải lo, anh đàn ông mà, mấy chuyện này chẳng đáng gì." Rồi con của em cũng chào đời. Vì phải sinh mổ nên cả tháng sau đó người em vẫn đau nhức, mỗi lần ngồi dậy đều khó khăn. Ngặt một nỗi, em chẳng còn cha mẹ. Em là con một, không có anh em. Cha mẹ chồng thì lại ở xa. Dù ông bà muốn em về quê chồng để phụ chăm sóc, nhưng chồng em không muốn. Anh ấy muốn em với con ở bên để tiện chăm sóc. Từ khi có con nhỏ thì chồng em lại vất vả hơn. Nhiều đêm đến khuya anh ấy mới tan làm. Những bữa cơm nào của em, anh ấy cũng chu đáo chuẩn bị trước. Anh ấy còn lên mạng học hỏi thực đơn, lên món ăn từng ngày khác nhau. Thấy thương chồng quá nên em cũng cố gắng dạy phụ việc nhà. Chồng nấu cơm rồi thì em hâm lại, em giặt tã cho con. Cứ thấy em làm là chồng lại ngăn. Anh ấy sợ em đụng nước sớm lại khổ sau này. Nhưng em cứ thấy có việc gì trong nhà là cố gắng làm để đỡ đần cho chồng. Đến giữa đêm khuya thì em nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Em nặng nề lọ mọ dậy đi xem có phải do mình quên tắt nước hay không. Chẳng ngờ vừa mở cửa thì em thấy chồng đang lúi húi giặt tã cho con. Em rảnh làm thì anh ấy gắt: "Anh khó ngủ nên làm luôn, không mai em lại làm mà chẳng nghỉ ngơi được gì." Em nghe chồng nói như thế thì tự dưng lại bưng mặt khóc. Mới sinh xong em nhạy cảm hơn, thương chồng đối xử tốt với mình mà cũng xót chồng cực vì vợ con quá. Hay là em về quê chồng ở một thời gian để chồng có thời gian nghỉ ngơi đây? Vâng, thưa quý vị, đọc hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược khác nhau. Và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe cũng như bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tôi luôn cập nhật trong một video, vậy là hai câu chuyện. Cũng mong rằng quý vị cố gắng theo dõi cho đến đoạn cuối để biết thêm kết thúc đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Và tôi cũng vô cùng biết ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và đăng ký cho là cái kênh Vân Sơn Miền Đông của tôi vừa mới mở. Và cô chú anh chị luôn đóng góp ý kiến. Tôi cố gắng tiếp thu mọi ý kiến để ra những video ngày càng chất lượng hơn. Và đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.